Cát chơi cái trò gì kỳ vậy Cát? Hả? Cái kìa chơi cái trò gì vậy? Lấy cái chân đưa lên cái đầu gì ngộ vậy? Chơi vậy đó hả? Chơi mình nên vậy đó. Buồn chơi mình nên vậy đó. Nói vậy thôi có ai chọc gì đâu mà đòi cắn hả? Gui, vô con. Gui, vô. Gui, vô. Anh cứ đi vô đi. Nó biết anh binh vực cho nó rồi nó cứ quấn quýt nó ôm anh hoài vậy đó. Biết sợ mà bỏ nhà ra đi là sao? Anh buông nó ra đi. Nó biết anh binh nó rồi nó cứ ôm anh hoài vậy đó. Ha. Hồi nãy kêu không về mà giờ sợ đòn. Rồi nằm đó đi. Cú tới chiều luôn. Con cúi cái đầu xuống. Con nằm xuống, con cúi đầu sát xuống. Cúi sát xuống cho mẹ. Con có biết cái tội của con không? Cái tội mà mẹ không cho ra khỏi nhà, sợ người ta bắt cóc. Mà con bỏ con đi vậy đó, mẹ đang nấu ăn ở trong nhà. Không kiếm con rồi là người ta bắt mất tiêu rồi sao? Hả? Cúi đi. Cứ cúi. Cúi một lần cho sợ. Cúi đầu thì làm hết nè. Mà lì cũng vẫn lì à. Cúi đó đi. Cúi một tiếng đồng hồ luôn. Cứ hở hở chút xíu là bắt đầu chạy ra ngoài á. Ngoài lộ á. Bỏ chạy đi gì đó. Hên thì thôi. Xui gặp mấy người mà người ta bắt cóc á. Rồi người ta chở lên xe đưa vô lò mổ rồi sao. Cúi cái đầu xuống. Cúi sát cái đầu xuống. Bây giờ cúi đầu sát xuống chưa? Tập trung đi. Tập trung, cúi đầu sát xuống. Thôi cho bà xin đi. Bà nghiệp nhỏ không? Bắt cúi đầu dữ quá hả? Cúi cái đầu sát xuống nữa. Thôi con cúi đi rồi gần hồi bà xin rồi con. Ngoan đi gần hồi mẹ tha cho. Thôi cho xin đi. Rồi thôi đó nghe. Thôi đó nghe, ba xin đó nghe, chứ không thôi là cúi tới chiều luôn á. Rồi thôi ba xin rồi. Con đứng dậy đi. Rồi con đứng dậy đi, ba xin rồi đó. Đứng lên đi. Rồi con đứng lên đi.